trong tác tinh hài Pompeynon mời Pompeynon Pomtòn bắn phăng chương trình quan khảo mưa sau cầu cảng Bờ Hạ vì dòng văn sao dòng không đại phát thanh truyền hình Sơn Hà. Cuồng chương trình Money Mỹ bưng quan khảo chính Sơn Hằng. Lễ khai bang Festival mát núi nàng Sơn Hà. Cáo Ảng bưng tặng chương trình trep nàng phòng Điền Pu tây bắc. Văn phào dệt lèo trung tâm chế biến phát hòm mát núi đối với cô Sơn Hà. Khai mời bấm phăng thí chương trình. Tên cơn mừng hoa sắp bét cầm bờn hà, nặng quảng trương Tây Bắc tỉnh Sơn Hà, cỏ khải lễ khải bàng festival mát núi cánh trường ô cốp Việt Nam vì dòng văn sao sòng. minh hà nặng lễ khải bàng với đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Tông Thị Phóng, có Nì là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đồng chí Ha Thị Khiết, có Nì Lò Bí Thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương, đồng chí Lương Quốc đoàn, Ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Uẩn Ba San Ban Bộ Ngành Trung ương, Uẩn Ba Lài Tỉnh Thành phố Quảng Cá Mương, Phái tỉnh Sơn Hà, Mi Nà nặng lễ khai bàng với đồng chí Nguyễn Hiếu Đồng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng mũ đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn Hà dùng đồng chí cuồng thường trực tỉnh ủy, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng dân mương, ủy ban dân mương, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, cánh lướm lại cán bộ, chiến sĩ chủ mũ vũ trang, dân mương chủ trợ côn cùng tỉnh, cánh khẽ chủ cảm nơi cuồng cá mương. Khai thị tên cá mương mi sáu cầu hỏi siêu bán hai ta có kiến hóa chỗ tàng hàng phí bếp cụ thầy sáu cầu chiều hạ khỏi bán tấn bưng phí trăm nỉ có kiến hóa khỏi mương hâu sơ tám cửa tay luông mà phê khai bày mắt tho có xương cửa tóc tẻ lang áo sổ sống trong quảng hương khai thì ma đối việt nam nhang lại tuân hành phải bà pê nho súng ca con cánh hở thọt lại chưa ra tên phấn tín hoang tùm phát tiệp phan ma tối cánh trường ô cốp cuồng danh cáp mương đẩy khai ó nặng sợ là tó lang áo sừng trọng côn cú có kiến hóa cánh cực pin xỉm khua cái xiên tỉnh sợ là các phương tỉnh thành phố cùng cáp mương cáo mươi trường hải xuân việt nam xú sợ phát biểu chôm mừng nàng dễ khai bang đồng chí nguyễn hiếu tông ủy viên ban chấp hành trung đảng bí thư tỉnh ủy trưởng hú tại biểu quốc hội tỉnh sơn la có kính thưa các đồng chí chiêng sum tổng chí cánh sơn hương cài pưng phê xịt khẳng phách tây phan, phan, phan Mát Núi, cánh trường ô cốp việt nam tỉnh sơn la mỏng cong tiền báo cáo mới cánh cớp pưng hàng quan khạc hồ ma ta xịt sườn chế biến hiểm Huyền, khai Mát Núi, cánh trường ô cốp tỉnh số doanh nghiệp quân sổ sống cuồng cánh họ nếu chưa bưng xoài hiệp xóm hơn cốc tặng tánh bưng hơn máy chế biến vậy cho sống cả con hở trường hai xuân hôm phân phúc chuôn khai ba nối khẳng tình chóng hanh ảo sợ tà cướp biển trung tâm chế biến trường hai xuân tội nghị quyết số sắp ít vì sóng văn và sắp sóng không của chính trị cánh chấp năm lang tỷ nghị quyết trung ương hà khóa xếp xàm ma sẽ chuyển hai ta có hai bê ta phòng bản ha cánh mà pê, lang tỷ kinh tế tập thể phát biểu ủn pa tại phảng phí đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ trần sanh sùng luông tinh khẩn không sợ ta cát kiên các chủ hàng hội tổng dân việt nam chủ bộ ngành doanh nghiệp khải o phát tiệp phan ma túy cánh trường ô cốp việt nam pì sóng quân sát sòng rú cuồng bưng bảng họp thủ tướng chính phủ ô tô các đồng dân việt nam pì Khai quân sát sòng khải o nặng từ sát ta e tập viết khắc khó choi hở nông dân khai quảng chưa ta khai trương hai xuân lần xưa là phương tàng mã tuổi phục chuyên chế dựng hai ta mã phê tổ chức hoàn thà đồng chí cao phò trần cần tài trần sáng trành nông dân là số cảng trưng bản ha là cốc cườn chế dựng hai ta là luông hành phục chuyên ao lệ ích khảo quân dân là luông phủ trùng xưa phát triển hệ sinh thái nông nghiệp. Quân khỏi thế kỷ Trung ương hội Tổng dân Việt Nam không cả kiến, tổn kiến tổn nông các bộ tổng hiệp cánh mà bề bản ha, chủ bộ ngành ban, cánh chủ tỉa phương, doanh nghiệp, tổn quốc trên báo nếu chưa hở tổng dân chấp năm tỷ luông tăng khỏng tàng, luông bùn khỏng hơn mương, mà sẽ chuyển hệ na, phòng bản ha, cánh bỏ hai bản ha, quảng hàn sòn hôm trên báo tự nếu tự chưa bàn. trời sửa chỉ po hở po hai ta chấp năm, năm tỷ luông bùn mà hai ta cánh phòng bản na mặt na sàn quân ít thọt quân ship cánh hở thọt quân Bài hạ ship chương trình luông bùn cáp mương tặng cánh bản hát mới sàn ít quân và Sao hà vậy viện hài chụp phê xịt tàu khán xương cón không thanh chính tí văn hóa qua in làng san bình phép ban covid cầu nàng lễ khải bằng cỏ khai ó chương trình khắp xe hòm hương không pha tin hôm hi sám trường hòm hương không pha tin sơn ta hùng hừa phòng tài bác cánh trường hai xuân việt lang mon hồ hôm các xếp hoàn chiến khắp xe nhạc chứng tranh văn hóa chủ cảm chu nơi của tất các mương của ma thở bản phương xe tăng phường nàng cuồng các mương họ khổ tại tục dương ma lại tàng lại xong không ma với việt nam bỏm cấp lại xuống khanh mà bê tôi cảm thấy rất là vinh dự khỏi số tỷ hùng hà ma tà chưa chấm hợp lý khai bằng festival thế văn mát núi tặng sạt la, chảo, cánh khỏi hình, chương trình đại khai ó khăn chăn cánh hôm mi bưng tiết mục khắp xe chứng chảnh tây chu phòng, tép bác khẩu bay hot nam thấy rất là vui mừng. Ở khỏi chẳng hình quân hình, hình nàng thành phố Sạt Lạ đầy trôn toàn Thủ tướng Chính phủ, ma ổ tô cấp nông dân, khỏi có mỏng cong, làng bằng họp nì, quân dân đường đường không Sạt Lạ, chiếc mỹ tài mà bè mở, lươn xưa, lò, phương trường hay xuân, vai cho khở, quân nông dân, mỹ tuông mà bè đầy xuống xưa. Chương trình khắp xe, cưng khai bằng đốt muộn, lò phương bái xe, cạt sàn, khảo cài, băn diễn viên, chuyên hiệp cánh sơn hương du tế thủ tổ hà nội cánh tỉnh sa ta cánh bến pháo bó hồng hừa tràn ham nàng càng khuông bùn thành phố sa ta neo xương ẩn khẽ dưỡng chữa bị tòng qua in cuồng cánh hương nọ, ma bóng thòng bằng hội tì còn hàng cuồng chương trình Festival Mát Núi cánh cáo ảng trương ô cốp Việt Nam bị dòng băn xa sòng, nặng tỉnh Sơn Hà. Tấn chào mừng hoa xa bét cầm vườn hà, cỏ khay ở chu bài hún ảnh Mát Núi chăn, cánh cáo ảng bưng tàng trương kinh tre phòng Tây Bắc chu bài cánh cáo ảng hún ảnh mát núi chăn nì, là từ gốc khoe đầy khai ó cuồng Tinh Cám Mương, đại hội nhiếp ảnh Việt Nam cả trên cấp hội nhiếp ảnh tỉnh Sơn La khai ó. Nàng bón phải hún ảnh, hôm mi sòng hỏi bía ảnh mát núi chăn, buồn giòn xưa đầy lửa té ban nừng bài cầu xếp bía ảnh, không hỏi nương chiếc xếp sòng côn trang đắn ảnh. Nàng xí xếp sòng tỉnh thành phố chúc hợp. Vào hộp hôm mà chú bía ảnh có hình trảnh luôn tràn tà, giòn mốc má trở, chú luôn khăn chăn khòng chú tàng mát núi cánh trừ xiềng tiếng khao, khòng tàng trường ô cốt Việt Nam pì dòng bắn sát dòng. Lại sợ chàng đắn ảnh có hồ chàng le cánh đắn để bưng bía ảnh tràn ngam, mà chú tàng mát núi nặng chú phồng lô, cuồng tinh cá mương cài chú thị bài nì có chứng trành lang tỷ cổng hành xe sườn khổng chụp hoài mè na nàng tỉnh sơn la vào riêng cánh bướm tỉnh thành phố cuồng tinh cá mương vào trùng ăn là luôn khản chăn nà phía xe tẻ cuồng phía xe sườn cả hai cả trên các lang tỷ mà phía xe sườn tánh đà bàn mương khổng chu địa phương chu thì bài cáo ảng nị có ai xứng nhỏng bưng con chàng đắn ảnh mát núi chăn cánh trường ô quốc việt nam y là việt dệt chăn mi ý nghĩa bóng biểu mất luôn có hôm không chu thành lấn dần mưa, cuồng việt tủng bua việt dệt dần hài na nành địa vườn dài ảnh mát núi chăn cánh cáo ảnh, chưa xiềng tiếng khao trường ô cốp việt nam bị sòng bắt ra sòng nàng sơn la chỉ đẩy khai ốc cuồng mử đốt nguồn festival mát núi cánh cáo ảnh, chưa xiềng tiếng khao trường ô cốp việt nam bị sòng bắt ra sòng mử sàn xếp ếch cầm hạ chế hót dấu cuồng chương trình festival mát núi cánh cáo ảng trường ô cốp việt nam vì sóng quan sa sòng năng tỉnh sơn hà té mừ sa pét cầm bườn hà hót mừ cầm đường bườn hốc bị sóng văn sa sòng nặng phiền quảng trương tây bắc thành phố sơn hà chi khéo bưng hỏng cáo ảng cam kìn chẹp phòng đìn pu tây bắc bón bài cáo ẳng cam kình chẹp phòng điện phu tây bắc mi, sàm hỏng bài cánh cáo ẳng cam kình chẹp giềng mi sòn khử nên văn hóa người lang không thái phố sườn là nò nàn ó khẽ, táng phường ma quả ỉn chi đại bài bấn le chù hỏng bài trường cánh kình chim bưng cam kình chẹp cánh le bưng tàng trường văn hóa người lang cuồng bụng kình đôi sú hỏng chờ con tay y có bón tòp hôm vài cáo ảng họt lướm lại khé táng phường mà quả ỉn hù họt bưng tảng trương kinh cánh nên văn hóa người lang buồn giòn khỏng chừa con tay nàng tình sơn là cái nằn tủm pua việc cạt hôm mà bè bón qua ỉn nàng địa vườn cuồng phồng cánh cuồng mương bón bài cáo ảng cam kín chẹp phồng điền pu chỉ này khai ó tàu họt mét mưa cam nương bườn hốc vì sòng bắn bay sát sòng chào mừng sapec cảm bờn hạ ban tổ chức trung ương có khai bằng học cải máy tính trên báo tắt bùn số hốc xếp hạ mừng sapec cảm bờn xí bị dòng văn ra dòng không bộ chính trị mà nhai trên cán bộ uốn pháp bằng họp với đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương trong họp nặng năng máy tính tỉnh sơn la với đồng chí lê hồng long ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy phụ ba ban tổ chức tỉnh ủy phụ ba sở nội vụ tòa nạn nàng, nàng tắt bùn số hốc xíp hà bộ chính trị co phó nhàn việc nhà chiến cán bộ lò nâng quảng bưng hạ việc ma tăng cán bộ tỏ luôn uẩn pa khỏng tàng trực châu lò chu cấp ủy tổ chức đảng nhàn bào luôn bùn trần piêng nho sùng trách nhiệm khỏng tập thể phù uẩn pa cánh côn diệt cốc tắt bùn số hốc xíp hà khải quàng việc nhà chiến hở phép chấp năm nhà chiến té cấp nửa lông cấp cổng té cấp cổng khuyển cấp nửa té địa phương nì nhài bày địa phương na khỏng cơ quan tổ chức khuôn cấp cuồng chuông chính trị cán bộ tại nhà chiên toi tắt bùn lò cán bộ đẩy quy hoạch diệt chức quần pa quản lý trụ cấp cán bộ tại nhà chiên vài chấp năm luông bùn sòn xếp cán bộ quần pa cốc kén cấp tỉnh cấp huyện bỏ trừ lò cán bộ nàng địa phương cánh cán bộ bỏ diệt chức cấp trường, cài sòng nhiệm kỳ riêng nàng địa phương cơ quan đơn vị hôm nay bí thư cấp ủy chủ tịch ủy ban dân mương tránh án tòa án dân mương viện kiểm sát dân mương cấp trưởng ngành công an thanh tra tài chính thuế hải quan cấp tỉnh cấp huyện dàn nhà trên cán bộ nòi xưa lò xam chiếc hốc vườn và xương đặc biệt hư tẩy cấp mỹ quyên làm lê quyết định tát bùn co phò chành việc nhà trên cán bộ tại chấp năm tòi hạn hướng bùn phát biểu nặng bằng họp trưởng bàn tổ chức trung ương trường thị hai co phò nhàn tát bùn nhà trên cán bộ vài tà cùng hai tỷ hở cán bộ quần quỷ hạch đẩy tập tư cánh mà pe chu xương việc nhà trên cán bộ tại nhàn bào mản cạt trần piêng cánh sự mình bỏ phải mỹ ó bưng nạp việc bỏ đi quần nà việc cán bộ tăng sòng yêu cao cấp ủy tổ chức đảng phụ huấn ba cơ quan tân phỉ chủ địa phương mi trách nhiệm vẹt ban phương tắt bùn không tổ chức cơ quan tân phỉ không chào hạ chọc sồm cắp lăng áo nà phía há pha bó tẩy diệt phép cắp tắt bùn ni tủm pua uẩn kiểm tra làm le phía chấm năm tắt bùn Tân chào mở sắp bét cảm bườn hà, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, bí thư ban cán sự đảng, tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam, có mi chú dệt vịa các bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, ma chấp năm nả vịa hạ bườn hồ bì, cánh chấp năm nả vịa chết bườn hạ bì sòng văn xa sòng. Chàm và là tỉnh Điền Pu nhưng bỏ lại dạ cha, Hà và nả vịa thù mà Pè con chốt hạ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm Báo mít vịa dệt, cuồng tỉnh có cơ đẩy lại lang đi đáng muôn chung cá tỉnh khai nỉ mỹ cài chiều nừng hỏi nừng chiếc xếp pan côn trôm Hạp bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm báo mỹ về dệt cuộc nản trôm hạp bảo hiểm xã hội lò pet xếp cào pan hả hỏi xí xếp ấu côn cứ đại pet xếp sòng phải xếp xí phân hỏi lúc bùn to xếp xí phải sòng phân hỏi chủ mố quân sự việc cùng bùn tuổi cuồng chơi uống pan bữa bệnh covid sức cầu bảo hiểm xã hội tỉnh có bốc bua là về trên báo kẻ khai chế độ bảo hiểm xã hội tục po lợp tan hàng xếp ban chết hỏi cào xếp hết phạt côn đầy hưởng cả kiên cấp biểu điện khẩn ngân lường hưu cánh tròi rửa trở cấp bảo hiểm xã hội hà cài sám xếp sòng phải hà ban côn đầy hưởng cỏ chấp năm dễ xanh sủ thẻ căn cước mi chip điện tử, cuồng việc khám giá bệnh bảo hiểm y tế hạ dần mương nâng cung phòng, hôm phân xón xìa triển lai bảo hiểm, chuồng hong nạp việc khám giá bệnh, làm đủ bạc hành dần mương đẩy lợp tăn cánh lang đỉ xưa. Bảo hiểm xã hội tỉnh vai van các bảo hiểm xã hội Việt Nam xón xìa chỉ tiêu mà bè con chấp hạ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bị sòng bắt ra sòng đối cấp tỉnh Sơn Hà cánh vào ma gian nạp việc vay bảo hiểm xã hội tỉnh Sê Lào Đi nạp viện tỏ bức hủ xã cha không bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn Hà, cuồng chốt núng pan bữa bệnh COVID xếp cầu bưng bường hồ bì sòng bắt ra sòng. Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội Sơn la chấp năm kẻ khải tục bo lợp tan, bưng chế độ bảo hiểm xã hội men ta lông bùn. Quản lý đi con chép ốm, con số ba, cản tơn, bưng việc dịch viết thứ. Chấp năm là việc trên báo tó lại luông, hở từng nhóm côn, tùm po khải quảng, bưng tại lý, nặng cơ sở phòng hẳn, bốc bua biến máng trẻ lai hành chính dù công nghệ thông tin và quản lý là việc cái đài lang đi. Nho dùng trách nhiệm lang tỷ về kiểm soát phải hơn khám giá bệnh bảo hiểm y tế, bảo hiểm quyết lời côn trôm hạp. Bưng quan vai van không bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn Hà, bảo hiểm xã hội Việt Nam chi bấm danh ngắm bùn cánh kẹt hài mư sao chết cầm bờn hạ, ủy bàn dân mương huyền xúc cộp cỏ khay phiền họp tựa thứ xếp ép vậy nhận danh lang đi chấp năm nà vía mà pe dây dườn tánh đà bản mương bờn hạ, cánh chấp năm nà vía bờn hốc vì sòng băn sao sòng Cuồng bờn hạ huyền xúc cột cò sòn hôm chấp năm bỏm bâng chú nuông, vầy chấp năm chú nạp vệ. Cuồng nằn thù ngân sách cứ đẩy hốc xếp băn, hốc hỏi hạ xếp bốc chèo mặn. Thủ nàng cuồng huyền danh tính cửa đại, hà hỏi hốc xếp hà chờ mặn to hà xếp chết phải nừng phân hỏi về sớ khóp nhăm nỉ cửa đại xí xếp hốc phân hỏi về sớ dự toán rào nà vì cảm phong bình Covid xếp xúc cầu đầy chấp năm lang đì bồng chờ làm đủ đôi kiến sú hở côn cạt chu hơn chính sách đầy lợp tăng, nà vì nhận bao quốc phòng tiền ản đẩy trừ mặn Quân San bệ ủy bản dân mương huyền xúc của quần pa bòi mê na, sòn hôm kiếu nhằm, na chiếm xuân, cánh, cảm phong phồn nông, Khảnh khang trù khu hai đi, hạ ký thí tốt nghiệp trung học phổ thông Bì sòng bắn ra sòng, nhận vào tin an bản mương, trừ mặn, luôn cả kiên dịch kính các mức nọ, cánh bưng huyền, sở trầm, khổng mương bản lao. Tó lung bùn, tặng tánh leo bưng công trình cốc kén cánh ảo khảo trường hong, cuồng mua bít củ trường hai xuân bị sòng xa sòng. Phương Mươn Hy, nặng trung tâm chế biến phát hòm mát núi Doveco Sơn La, phương đơn vị, cò đàng tóc hôm trường máy cánh Trùng mũ dệt vẹ, vầy tẳng tánh phương công trình hở leo toi gian pùn Dự án trung tâm chế biến phát hòm mát núi co Sơn La, lò trung tâm chế biến phát hòm mát núi, tếp vẹ, cạt kiên phú bồng, thủ sư chế biến, cánh khai trương nàng cuồng mương cánh khai về mức nọ đại tảng cốc tảng tánh tép vườn cầu vì sóng phát bài sao họt khai dự án có diệt heo, trùng hòn công trình sàn cốc khỏe lò tảng tánh hơn sườn cánh vững công trình ứng khay tảng chóng hanh tảng tánh công trình san thứ sòng lò lắp trường máy chuồng hong diệt sườn cánh diệt heo, bón kẻ khai năm uối hiện nay thì cốc khỏe không trung tâm chế biến phát hỏng hắt núi to ve co sườn là có đại diệt heo, ngon tảng tánh hơn sườn cánh bưng ngon công trình nói xương hơn khó cánh bón ố sổm ma huông xưởng tiền hay ni xôm khỏi có đang chóng thanh, lắp trường máy danh tính té mư ship hà hot mừng sao cầm vườn hốc xung khỏi cò chiên len khảo vấn nàng trung tâm chế biến phát hòm mát núi to về co sơn là há phong dệt việc có văn bường trường máy cánh trùng hũ dệt việc có đang chóng thanh, dệt xăm heo trung hòn việc tênh mét, trường máy, chuồng hong chế biến phát hòm mát núi, có đẻ lắp tó, dệt leo, cánh, chiếc đài áo khẩu, dệt khảo ứng quần, càng quyền hốc chiếc họt. Đánh trường máy có đẩy sử ma vài nặng hỉ. Trường máy này đẩy sử ma té bưng mương, xương Nhật Bản, Đức, Đức Ý. Pin hỏng có đằng chóng hanh, diệt xàm ca cuồng mử và nhận vào lắp leo máy cuồng gian trò xưa. Danh tính họt mử, ship hạ cam bờn hốc. Trường máy có chiếc đèo khẩu len khảo bấn. Cáp xàm hơn máy, mi bưng tàng trường máy, cánh cổng hề hiện tại xưa khai nì. Hôm mi hơn máy chế biến, mát núi cánh pu hơn máy chế biến phát hòm mát núi diệt cơm cánh hơn máy chế biến phát hòm mát núi diệt xúc mi cổng suất thiết kế cài hạ xếp văn tấn mỏi bì mỏi chuông máy mi xương chế biến tẩy lại tàng phát hòm mát núi nàng tỉnh sơn la chơ dự án khảo diệt phía mi xương thủ sử cài hạ hỏi văn tấn phát hòm mát núi chủ tàng mỏi bì xương mát muồng ma ít lao cánh ma bờ chúng tôi xác định rằng là xung khỏi nhận danh chờ tảng tánh hơn máy nàng phòng càng ong bón bú bồng phát hòm mát núi khòng tỉnh sơn la vò riêng cánh phòng tây bắc vò trung hư y lò khu ngai đi nạp cá ma tang so bài tác ma cánh pưng phòng bú bồng chuồng hong hân máy vì ảo khẩu chuồng hong trung tâm chế biến phát hòm mát núi to ve co sơn la men san pít củ trương hay xuân pì sòng bắt bài sao có mỹ nghĩa sút đi quan trọng Vậy hôm phân nho xuống cả con trường hải xuân óp bưng tàng trường mi luông hanh chinh cả chính khải nàng trợ hạt tăng sòng ta tướm lại việt dệt hợp bò me nàng quang phong té hành, bánh khải luông hanh khỏng phòng pu phát hòm mát núi nàng quang tình ta cùng hai tỷ hợp bưng xoành hiệp hợp tác xã chu hân đẩy cạt kiên tành ó té phía dệt sườn cạt kiên sáu hà bón khải trường hải xuân tại luông mặt nà Chương trình công kháo không đài phát thanh truyền hình Sơn Hà Mưu Nì Họt Nì Lò Mết hẹn đẩy bò lâu bò mẹ bì nông cuồng vương chương trình Tơn Hà Chôm Ta Khắc Sường. Báo danh khung phạc của tỉnh Sơn Hà, khung phạc biếng phả biến, mi phồn nặng san bón, tênh ven hường đét, bưng huyền, mương hà yên trào, sông má, sốt cộp, cánh phủ yên, đét hòn khèm, luôn hòn dền nặng san bón cùng tình nàng thành phố sơn hà sao sàm họt sàm xếp giảm độ huyện thuần châu sao xí họt sàm xếp xí độ huyền quỳnh hai sao xí họt giảm xếp xí độ huyền mương là sao hà họt sàm xếp chết độ huyền mai sơn sao sòng họt sàm xếp sàm độ huyện sông mã sao hà họt sàm xếp hốc độ huyền xúc cộp sao hà họt sàm xếp hốc độ huyền bắc yên sao sàm họt sàm xếp giảm độ huyện Phủ Yên sao hạ hoặc sảm xếp hốc độ, huyện Yên Châu sao hạ hoặc sảm xếp chết độ, huyện Mộc Châu sao ếch họt sảm xếp hết độ, huyện Vân Hồ sao ếch họt sảm xếp hết độ.